Đã xảy ra chuyện lớn, con rắn hổ mang chúa độc đã cắn con khỉ này. Con khỉ cố gắng giãy giụa trong cơn đau đớn, miệng sùi bọt mép. Vậy con khỉ có thể sống sót không? Bạn sẽ không thể đoán được kết cục của nó thảm khốc như thế nào.